Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, 78 năm đã đi qua, nhưng khí thế hào hùng của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 cùng những lời khẳng định đanh thép trong bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào vào ngày 2 tháng 9 năm đó vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đó chính là mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc ở nước ta. Cho đến nay, sau bao thăng trầm trong lịch sử, toàn thể dân tộc Việt Nam đã chứng minh một chân lý là từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu cao cả, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thế nhưng các thế lực thù địch phản động không những không công nhận thành quả của cách mạng tháng 8 mà chúng còn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn, cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện lịch sử vĩ đại này. Trong chương trình Nhận diện sự thật hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên, giảng viên chính chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa lý luận chính trị, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Để cùng trao đổi, làm rõ hơn sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của cách mạng tháng 8, cũng như những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong 78 năm qua. Xin chào Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên, cảm ơn Tiến sĩ đã nhận lời mời của chương trình. Thưa Tiến sĩ, chúng ta đang sống trong không khí của những ngày mùa thu tháng 8, mà cách đây 78 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng long trời lở đất, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Tuy nhiên, thời điểm này trên mạng xã hội lại xuất hiện một số quan điểm cho rằng cách mạng tháng 8 năm 1945 chỉ là một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền hợp pháp khi đó. Là người nghiên cứu lịch sử thì quan điểm của Tiến sĩ về vấn đề này như thế nào? Bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử là một thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại về tư tưởng, dẫn đến nhân dân ta mất niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn, những thế lực phản động đã lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đưa ra những luận điệu xuyên tạc, đảo ngược lịch sử khi cho rằng chính quyền bù nhìn Bảo Đại mà đứng đầu nội các là Trần Trọng Kim chính là chính quyền hợp pháp. Ngược dòng lịch sử, ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại đã ký đạo dụ tuyên bố hủy hòa ước giáp thân, ký với Pháp để người Pháp thiết lập nền đô hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng, vì đâu lại có đạo dụ này? Đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp và nắm quyền trên toàn cõi Đông Dương. Phát xít Nhật đã hứa với vua Bảo Đại sẽ giúp để trao trả nền độc lập cho Việt Nam. Mưu đồ của Pháp xít Nhật là thành lập ra một bộ máy cai trị để thiết lập nền cai trị lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam. Lịch sử đã đủ dài và đủ dữ liệu để thấy rằng thực chất trao trả độc lập chỉ là cái chiêu bài mua chuộc của phát xít Nhật đối với Bảo Đại khi ấy. Đó là lý do mà khi chính phủ Trần Trọng Kim ra đời, ngày 30 tháng 3 năm 1945, trong cuộc họp với công chức người Việt ở Long Xuyên, toàn quyền Nhật Bản khi đó là Minoda đã không giấu giếm mà nói rằng có một sự hiểu lầm lớn về độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát của quân sự Nhật Bản. Như vậy, cái gọi là chính quyền hợp pháp khi ấy thực chất là chính quyền bù nhìn tay sai. Trước là tay sai cho Pháp, sau là tay sai cho phát xít Nhật. Tôi xin trích dẫn lời người trong cuộc. Bảo Đại nói, trong 20 năm ở ngôi, trẫm đã trải qua bao nhiêu đắng cay. Trẫm muốn được làm công dân của một nước tự do hơn làm vua của một nước bị trị. Từ nay, trẫm lấy làm sung sướng được là người tự do trong một nước độc lập. Hay như Trần Trọng Kim đã than phiền trong cuốn hồi ký của ông, cuốn hồi ký mang tên Một cơn gió bụi rằng người Nhật tuy dùng khẩu hiệu đồng minh cộng nhục và lấy danh nghĩa giải phóng các dân tộc bị hà hiếp, nhưng thâm ý là muốn thu hết quyền lợi về mình. Như vậy, những người đứng đầu của chính phủ bù nhìn, một chính phủ mà được các lực lượng phản động tung hê là chính quyền hợp pháp, đã thừa nhận những mưu đồ của Pháp, Nhật khi xâm lược Việt Nam. Cách mạng tháng 8 đã đập tan ách thống trị của ngoại bang, nhà nước thuộc địa, chế độ đô hộ, áp bức và bóc lột của chủ nghĩa thực dân, phát xít và tay sai phong kiến đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhà nước của nhân dân được thiết lập, mọi lợi ích của đất nước đều thuộc về nhân dân. Đây là nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên của Đông Nam Á. Lịch sử nước nhà đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng, nhưng cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất, đã làm thay đổi toàn diện và triệt để cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của đất nước.
Như vậy là tiến sĩ đã khẳng định rằng cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng triệt để. Vậy tiến sĩ có thể làm rõ thêm về tính triệt để ấy được thể hiện như thế nào? Cách mạng tháng 8 được gọi là cuộc cách mạng triệt để bởi đã đem lại nền độc lập triệt để cho dân tộc Việt Nam, bao gồm đầy đủ chủ quyền quốc gia về chính trị, kinh tế, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ. Nền độc lập thực sự hoàn toàn phải được thể hiện một cách triệt để theo nguyên tắc nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh cho độc lập, thống nhất, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Trên quan điểm đó, Việt Nam chỉ trở thành một quốc gia độc lập thực sự khi nước Việt Nam thực sự của người Việt Nam, dân tộc Việt Nam có quyền tự quyết trên tất cả các lĩnh vực, đối nội, đối ngoại, độc lập, tự chủ về kinh tế, an ninh, quốc phòng và ngoại giao. Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, nhân dân ta đã phải trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả ấy chính là phát huy tinh thần cách mạng triệt để từ mùa thu cách mạng tháng 8, cách đây 78 năm. Vậy có độc lập dân tộc triệt để thì cũng có độc lập dân tộc không triệt để phải không ạ? Vậy xin tiến sĩ phân tích thêm thế nào là độc lập dân tộc không triệt để? Có thể khẳng định, độc lập dân tộc là khát vọng mang tính phổ biến với toàn nhân loại. Với dân tộc Việt Nam, đó còn là một giá trị thiêng liêng, được bảo vệ và gìn giữ bởi xương máu, sức lực của biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam. Đúng là sau cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam, và nhất là sau sự thất bại của thực dân Pháp ở Đông Dương, trên thế giới đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập, đòi quyền tự quyết. Và một số quốc gia được trao trả cái gọi là độc lập. Nhưng rõ ràng, khác với Việt Nam, đó cũng là độc lập nhưng không có sự triệt để. Độc lập dân tộc không triệt để, tức còn gọi là phụ thuộc, là lệ thuộc vào các quốc gia đã trao trả độc lập cho mình. Sự phụ thuộc này có thể kéo dài ngay cả khi các nước đã được trao trả độc lập nhiều thập kỷ. Và như vậy, sự độc lập dân tộc chỉ là trên giấy tờ. Tôi xin lấy ví dụ, điển hình là một số quốc gia Tây Phi. Mặc dù được trao trả độc lập từ những năm thập niên 1950-1960 của thế kỷ trước, nhưng cho đến nay, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, đối ngoại vẫn phụ thuộc và ràng buộc bởi các nước, các điều khoản với các quốc gia đã cai trị trước đó. Một số nước Tây Phi buộc phải chuyển dự trữ ngoại tệ cho các nước cựu cai trị nắm giữ, ưu tiên cho họ quyền khai thác tài nguyên, triển khai quân đội, can thiệp quân sự, đối ngoại, thậm chí ngôn ngữ chính thức cũng bị các nước cựu cai trị chi phối. Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phản ánh tính triệt để của cách mạng bởi nó đặt vấn đề giải phóng con người, hạnh phúc của con người ở mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng. Chỉ có độc lập dân tộc thực sự mới có quyền quyết định vận mệnh của dân tộc mình, mới có thể tham gia hội nhập bình đẳng, độc lập dân tộc trên cơ sở độc lập thực sự về kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao. Độc lập dân tộc phải đảm bảo xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột, nô dịch của dân tộc này đối với dân tộc khác, cả về kinh tế, chính trị và tinh thần. Quan hệ giữa các nước dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền dân tộc, cùng đóng góp lợi ích chung của các dân tộc, vì hòa bình thế giới, vì sự tiến bộ của loài người. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn để chiến đấu với giặc đói, giặc dốt và lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, toàn thể nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam. Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, đất nước gặp nhiều khó khăn lớn. Một mặt phải giải quyết hậu quả 30 năm chiến tranh, mặt khác phải tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, lại bị bao vây, cấm vận. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc quyết tâm đồng lòng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng củng cố chính quyền trên phạm vi cả nước. Qua 37 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu,
vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các mặt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đời sống nhân dân ngày càng đi lên. Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy. Văn hóa xã hội không ngừng phát triển. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế được thế giới ghi nhận đánh giá cao. Đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhận xét, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như ngày nay. Rõ ràng là chỉ có độc lập dân tộc thực sự mới có một nền hòa bình chân chính. Chỉ có hòa bình chân chính mới có độc lập dân tộc hoàn toàn. Không thể có độc lập dân tộc thực sự khi đất nước còn có sự lệ thuộc. Tuy nhiên thì hiện nay có một vài quan điểm thì lại cho rằng Việt Nam có độc lập dân tộc nhưng lại do một đảng lãnh đạo nên kìm hãm sự phát triển, chậm hội nhập với thế giới. Việt Nam cần có nhiều đảng, các đảng kiểm soát nhau sẽ tạo nên sự phát triển mạnh mẽ cùng thế giới văn minh. Vậy thì tiến sĩ nghĩ sao về ý kiến này? Hiện nay các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, quyết liệt hơn. Trên nhiều kênh thông tin, chúng xuyên tạc rằng chế độ chính trị một đảng cầm quyền ở Việt Nam là độc tài, chuyên quyền, mất dân chủ, cản trở sự phát triển của đất nước. Thực tiễn lịch sử và thành công của cách mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo là cơ sở thuyết phục để khẳng định ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng. Xét cả về lý luận và thực tiễn, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo nhà nước và xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Về mặt lý luận khoa học và thực tiễn sinh động đã chứng minh, với mô hình nhất nguyên chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, kinh tế phát triển bền vững, chính trị, xã hội ổn định, dân chủ không những không bị hạn chế mà còn được bảo đảm, được phát huy ngày càng rộng rãi và thực chất. Như vậy, những luận điệu của các thế lực chống phá thực chất là cổ suý cho chế độ đa nguyên, đa đảng, với ý đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bắt đầu từ cách mạng tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, là tài sản vô giá trong kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam. Quan điểm lấy sức ta, giải phóng cho ta có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Liên? Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Suốt chặng đường lịch sử 78 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Bài học mẫu mực về tận dụng thời cơ trong cách mạng tháng 8 năm 1945 đã không ngừng được phát huy, phát triển trong các thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận dụng bài học này của cách mạng tháng 8, chúng ta cần tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi trong nước và quốc tế, tận dụng thời cơ trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực của đất nước. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khơi dậy lòng tự tin dân tộc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tôi tin rằng với sự quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, chúng ta sẽ giành thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Liên đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và để kết thúc chương trình, xin mượn lời của tiến sĩ nhà sử học Mông Cổ Sanomit Dadsever. Ông đánh giá như sau: cách mạng tháng 8 đã tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Chương trình nhận diện sự thật kỳ này xin được dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.